Em chào tất cả mọi người đang xem livestream của Hoa Lan Chi Phong nha cô chú anh chị ha. Mọi người vào xem live, chia sẻ, bình luận lên giùm em đi mọi người. Mọi người vào bình luận giùm em là thỏ đỏ đi mọi người ha. Em sẽ lên cho mọi người một cái dòng thỏ đỏ Kiên Giang. Hoa rất đẹp luôn cô chú anh chị. Đây hoa đây. Rồi bình luận giùm em thỏ đỏ Kiên Giang mọi người nha. Đây một cái dòng hoa rất là xinh. Đó. Có tên gọi là thỏ đỏ Kiên Giang. Đó, hai cái lỗ tai thỏ nè. Dựng đứng lên, cánh hơi sáng nhẹ giùm em. Và dòng này hoa rất đẹp luôn nha mọi người nha. Bình luận lên giùm em là thỏ đỏ đi mọi người. Vào xem like, chia sẻ, thả tim, bình luận lên giùm em nha cô chú anh chị nha. Vào xem like, chia sẻ, thả tim, bình luận lên giúp em. Mình lên mình tương tác với em đi cô chú anh chị. Mình vào mình xem like, mình tương tác, mình thả tim, mình bình luận lên giùm em nè mọi người. Bình luận, thả tim, thả like lên giúp em nha cô chú anh chị nha. Hôm nay lên cho mọi người đầu like cái dòng thỏ đỏ này, em tặng quà cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, ai vào xem like bình luận giúp em là một cái chữ thỏ đỏ. Đây là một cái dòng rất là đẹp luôn cô chú anh chị, với hai cái cánh, hai cái lỗ tai nè. Đó, hai lỗ tai thỏ nó sáng nhẹ ha anh chị ha. Và hoa nó sẽ có một cái màu đỏ rất là đẹp luôn. Đó, bình luận lên giúp em là thỏ đỏ nha mọi người nha. Ai đang xem like, chia sẻ, thả tim, bình luận lên giúp em đi mọi người. Ai đang xem like, chia sẻ, thả tim, bình luận lên giùm em đi. Bình luận tương tác lên, em thấy mọi người đang xem like của em nè. Thả tim bình luận lên giùm em đi cô chú anh chị. Mình vào mình tương tác nhiều thì em ưu đãi cho mình nhiều ha anh chị ha. Mình vào mình xem like nhiều quá cô chú anh chị. Đó, em tương tác em tặng quà cho mọi người nhiều luôn. Để hồi em sẽ có những mã hàng xả cho mọi người nữa, nên mọi người vào chia sẻ bình luận lên giùm em. Chia sẻ bình luận nhiệt tình lên giúp em nha cô chú anh chị nha. Bình luận với em là chữ thỏ đỏ đi mọi người. Em lên cho mọi người cái dòng thỏ đỏ ưu đãi đầu like cho mọi người nè. Ai đang xem like của em cho em xin những cái lượt like, những cái lượt chia sẻ đi cô chú anh chị ơi. Chia sẻ lên giùm em đi mọi người. Mình vào mình xem like, mình tương tác với em nha. YouTube hôm nay ít mắt xem quá. YouTube ha. Hôm qua không ai bình luận luôn. Ít cô chú anh chị bình luận lắm luôn á. Đó, fanpage cũng vậy nữa nè, mọi người đang xem like thả tim lên giùm em để em thấy mọi người đang xem like của em nha. Chia sẻ lên giùm em cô chú anh chị. Ai chưa chia sẻ thì cho em xin những cái lượt chia sẻ từ mọi người. Em sẽ lên ưu đãi cho mình cái dòng thỏ đỏ này. Đây, hoa của thỏ đỏ, mọi người đang xem like thì mình chia sẻ lên giùm em nha. Đó, em thấy anh Thương Nguyên bình luận nè. Rồi, anh Vũ Duy bình luận nè. Bình luận đi mọi người, em đọc bình luận của mọi người, em thấy bình luận của ai em đọc mọi người nè. Đó, em thấy tên của ai em đọc tên cho mọi người vào tương tác với em nha cô chú anh chị nha. Fanpage ơi, fanpage có đang xem like của em không? Sao em re vậy? Fanpage đang xem like của em thì bình luận cho em thấy đi nè. Bình luận thỏ đỏ lên đi mọi người ơi, tương tác lên đi nè. Tương tác lên đi cô chú anh chị. Anh chị tương tác thỏ đỏ lên đi anh chị. Một xíu sẽ tặng quà bây giờ nè. Bất kỳ người nào luôn nha em. Chỉ cần người nào bình luận, chia sẻ với em, tương tác với em gái, một lát đặt hàng thỏ đỏ, em tặng người hai cây giùm anh luôn. Rồi, ai tương tác với em, bấm cho em cái thỏ đỏ, bấm chia sẻ like giùm em, thả tim, thả like giùm em. Một lát hồi ai chốt hàng em tặng thêm hai chậu cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, ai cũng vậy ha anh chị ha. Cứ cho em xin lượt chia sẻ, một lượt bình luận. Đó là cô anh chị mình lát hồi em tặng cho mọi người thêm hai chậu thỏ đỏ nữa. Cứ đơn nào cũng vậy ha anh chị ha, là em tặng nha mọi người thêm hai chậu thỏ nữa. Nhanh tay bình luận lên giùm em, chia sẻ đi mọi người. Em thấy nhiều cô anh chị mình đang tham gia bên TikTok nè mà mọi người không có bình luận lên. Bình luận lên mọi người. Ôi, ơi nghe. Dạ. Chia sẻ bình luận lên cô chú anh chị ơi, chia sẻ bình luận tương tác lên với em nha. Chị đặt hàng gì chị?
Em cho mọi người xem là cái dòng hoa của thỏ đỏ Kiên Giang. Đây là một cái dòng hoa rất là đẹp nha cô chú anh chị, với hai cái lỗ tai thỏ, cánh hơi xoắn, và cái màu hoa nó sẽ là cái màu đỏ hồng rất là dễ thương luôn cô chú anh chị. Dạ rồi, ok chị đi. Hoa có hương thơm nhẹ cho em, cho cái dòng thỏ đỏ này mình chăm cây càng cao càng khủng càng đẹp cho em. Rồi nhanh tay bình luận thỏ đỏ. Em chào chị Cẩm Tú, em chào chị Nguyễn Thị. Mọi người bình luận lên giùm em đi nè. Bình luận nhiệt tình lên giúp em để em thấy mọi người đang xem live của em nha. Bình luận lên giùm em đi cô chú anh chị. Mình tương tác lên với em nè, thả tim thả like lên giúp em đi cô chú anh chị nha. Có thấy Nguyễn Hiền bình luận rồi đó. À, nãy giờ mới có được một cô chú anh chị mình bình luận hả? Trời ơi. Em năn nỉ cô chú anh chị mình bình luận luôn á mà không ai bình luận hết trơn. Rồi bình luận đi mọi người, lấy hồi em bán ưu đãi cho mọi người về cái dòng thỏ đỏ này. Rồi xíu em có những mã hàng xả cho mọi người luôn. Rồi lát chị Nguyễn Hiền chốt thỏ đỏ là được tặng thêm 2 cây đúng rồi, nè. Ai được bình luận chốt lên rồi lát tặng 2 cây luôn. Rồi anh Nguyễn Tấn Quang rồi lát hồi có chốt thỏ đỏ em tặng 2 cây cho mình luôn. Đó, với anh Vũ Duy nãy bình luận nè. Lát mà có chốt là em tặng 2 chậu cho mình nữa. Rồi nhanh tay nha, nhanh tay bình luận thỏ đỏ lên giúp em. Thỏ đỏ đi mọi người. Trời ơi là trời. Thật là thảm sầu. Rồi bình luận thỏ đỏ đi mọi người ơi. Ai đang xem like bình luận giùm em. Đó, mình xem hoa của thỏ đỏ giùm em lên cho mình dòng thỏ đỏ luôn nè. Rồi anh Phan Hính nữa nè. Đó, lát hồi là ai chúc em tặng 2 chậu cho mình. Cứ bình luận em thấy em đọc bình luận lên. Lát hồi em tặng 2 chậu cho mình nha. Mọi người vào tương tác với em đi cô chú anh chị. Đó, hoa của thỏ đỏ rất đẹp luôn. Ai yêu thích cái dòng này thì hôm nay phải vào săn like với em nè. Rồi, còn ai bình luận nữa không mọi người ơi? Còn ai xem like của em nữa không nè? Hôm nay xuống lại ngay coi em xuống à. Đó chị Nguyễn Lan Anh bình luận thỏ đỏ nè. À, nãy giờ được chắc khoảng chưa tới 10 của anh chị bình luận nữa. Bình luận lên đi mọi người. Em muốn tặng quà cho mọi người không muốn nhận hả? Bình luận chia sẻ lên giúp em nha cô chú anh chị nha, bình luận chia sẻ lên giùm em. Rồi. Rồi bây giờ thôi được rồi em ơi. Bây giờ bắt đầu tặng quà luôn đi em ơi. Đó, là gì à, hồi đó Kiên Giang, con thích hoa này em ơi. Rồi, hoa nãy giờ, em cho mọi người xem trước mặt của anh chị mình đây là một cái dòng thỏ đỏ Kiên Giang. Với cái khuôn hoa rất là đẹp nha, hai cái lỗ tai dài ha anh chị ha, hai lỗ tai thỏ dài. Rồi cánh xoắn, và dòng này hoa nó có một cái màu đỏ hồng, hoa có hương thơm nhẹ cho em. Càng chăm thì vòi càng dài và càng xiên hoa. Đây chỉ là vòi hoa bó thôi, rồi hoa thứ hai nó sẽ dài hơn. Và hoa nó sẽ đẹp và nó sẽ nhiều hoa hơn cho anh chị mình nữa. Đó, đặc biệt ở cái dòng thỏ đỏ này thì con chị mình thấy thân thủ á. Những cái cây em trồng lâu thì nó rất là cao, rất là khủng nha anh chị nha. Rồi bây giờ em lên cây bán cho mọi người về cái dòng thỏ đỏ. Đây, những cây thỏ đỏ của em nè cô chú anh chị. Đó, cây nó sẽ như thế này nha mọi người nha. Đây, đó, những cái cây thỏ đỏ của em là sẽ như thế này. Thôi, quên, cây vậy á. Cứ cầm đi không sao đây. Những cây thỏ đỏ vậy á. Đó, cây thỏ đỏ nó sẽ như thế này nha mọi người nha. Cây là tơ, cây cao tầm 1.5 hai gang tay. À, cây tơ cây đẹp luôn, thỏ đỏ Kiên Giang. Bây giờ nãy giờ ai đã bình luận, ai đã tương tác chiến như lúc đầu á, lúc đầu đã nói á. Bây giờ một combo 3 chậu thỏ đỏ Kiên Giang. Em thường đang bán nhiêu ta? Bình thường là đang bán là 185.000. Giá thỏ Kiên Giang bình thường đang bán 185. Bây giờ combo 3 chậu thỏ đỏ Kiên Giang dưới đang cầm, anh chị chốt lên số, em có được hai đơn đầu tiên để mở hàng. À, nha, hai đơn đầu tiên để mở hàng. 185.000 Yến bán cho anh chị 159.000. Rồi, từ 185 còn 159.000 mọi người ơi. Rồi, thì sau đó sẽ được cái gì? Sẽ được bao ship. Bao ship sẽ được tặng kích hoa. Tặng kích hoa. Và hai người này lên nhanh nhất số đội, tặng mỗi người thêm hai chậu thỏ đỏ Kiên Giang nữa. Tặng hai chậu nữa là 5 chậu với mức giá 159.000. Chính xác. Rồi, ai chốt lên liền số đội, em đang cần hai số điện thoại để mở hàng Calai này. Rồi, nhanh tay chốt giùm em hai đơn thỏ đỏ. Mỗi đơn em tặng cho mỗi cô chú anh chị mình hai chậu nữa là 5 chậu mức giá 159.000. Thỏ đỏ kèm số điện thoại là có đơn giùm em. Chốt thỏ đỏ lên số.
dành riêng có đúng hai đơn cho cô chú anh chị nào may mắn nhất. Nãy giờ đã bình luận với tương tác đó, nãy giờ ai bình luận ai tương tác 59.000 159.000 lên số cho em đi cô chú anh chị. Lụm liền đó chị ơi, mã hàng quá báo biết rồi. Rồi xong luôn, đem ra đổi ổ mới luôn. Anh mượn tiền hay anh lấy tiền của anh mua vậy? Lấy tiền mua đó chứ. Đem gì xài được. Rồi ai chốt thỏ đỏ lên, thỏ đỏ rồi, giùm em. Mã đầu tiên 159. 159.000 cho thỏ đỏ kèm số điện thoại giúp em đi cô chú anh chị. Nhanh tay lên số. Vô. Không, cũng vô. Vô rồi. Vô chưa? Bên này nè, bên này vô chưa? Chưa. Chậm vô. Kìa hả? Anh cấm cái ổ làm vậy? Mẹ. Cậu đó đó mới mua đó. Chắc mẹ vậy hơn hả? Vô. Sao này nó vô? Giờ đi mua cát luôn. Sao này nó vô, còn này nó không vô? Kìa vậy? Anh có cắm điện đâu vô. Giỡn quá anh Phương. Rồi ai chốt lên số. Rồi ai chốt thỏ đỏ lên, thỏ đỏ giùm em nha cô chú anh chị nha. Ok, Nhật Trường một đơn. Rồi anh Nhật Trường một đơn nè, nhanh tay chốt giùm em thỏ đỏ. Thỏ đỏ kèm số điện thoại đi mọi người. Còn thỏ đỏ kèm số điện thoại là mình có đơn nha cô chú anh chị nha. Còn đơn nữa mọi người ơi, 159.000 mà mình mua được 5 cây thỏ đỏ thì rất là rẻ luôn cô chú anh chị. Cực kỳ là rẻ cho mình luôn, nhanh tay để lại số điện thoại giùm em. Mức giá này là em đã bao phí xíu tặng kích hoa cho mình nè. Em tặng thêm cho mình 2 chậu nữa cô chú anh chị. Đó, 5 cây thỏ đỏ mức giá 159.000. Quá trời rẻ luôn mọi người ơi, tranh thủ chốt giùm em thỏ đỏ đi cô chú anh chị. Thỏ đỏ kèm số điện thoại giùm em. Có số là em có đơn cho cô chú anh chị mình liền luôn. Nhanh tay và tranh thủ chốt giùm em thỏ đỏ nha cô chú anh chị nha. Thỏ đỏ kèm số điện thoại giùm em đi cô chú anh chị ơi. Nhanh tay lên số, có số là có đơn giùm em còn một đơn cho thỏ đỏ nữa. Đó, ai chốt thỏ đỏ thì mình lên số cho em nè. Thỏ đỏ kèm số. Ủa nè, em thấy cậu điện dưới gốc đó nữa. 50 triệu nó còn một cái mới. Nhanh tay lên số giùm em cho cái dòng thỏ đỏ này. Đó, thỏ đỏ kèm số điện thoại đi mọi người. Để lại số cho em đi cô chú anh chị ơi. Có ai chốt thỏ đỏ nữa không? Em tặng quà cho mọi người 2 chậu nữa nè. Trời ơi. Ai chốt thỏ đỏ lên thỏ đỏ giúp em cô chú anh chị. Nhanh tay lên số giùm em cho cái dòng thỏ đỏ. Thỏ đỏ kèm số. Chụp quá. Hai ổ điện vô đây. Ủa lấy ổ điện bên sòng hàng, lấy bà thủy bà, không có cái gì bà cấm nữa. Sòng hàng. Nhà ông kia kìa. Của bà. À, chị thích nhưng không biết chăm. Dòng này nó rất là dễ chăm luôn á chị. Dòng này mình chỉ cần tưới nước thôi. À, mình chỉ cần tưới nước, mình tưới phân bón cho nó thôi là nó sẽ phát triển rất là bình thường. Và nó tự động nó cho hoa. Nếu mà chị không biết cách kích hoa thì chị để nó ra hoa tự nhiên. Còn mình về mình học cách chăm lan á thì cũng rất là dễ cô chú anh chị. Có những cái video clip bên YouTube á, mọi người vào xem like. Mọi người mới chơi lan thì mọi người có thể mua về mọi người học rồi mọi người chăm từ từ cũng được ha anh chị ha. Đó, nó cũng không có quá khó đâu cô chú anh chị. Rồi ai chốt thỏ đỏ lên thỏ đỏ giùm em. Em tặng quà mọi người không ai bình luận trơn á. Không, chị mình qua đi. Rồi em qua cho mọi người luôn nha. Mọi người thấy em lên dòng nào nè. Ở đây em có 3 chậu vàng lưỡi đỏ nè. Nó rẻ luôn đi. Vừa bán vừa uống vừa. Em bán 3 chậu đó ra đi, 3 chậu bán 95 bây giờ bán 3 chậu đó 150 luôn rồi chú. Rồi 3 chậu vàng à. 3 chậu vàng lưỡi đỏ nè cô chú anh chị, vàng lưỡi đỏ. Thân mập mạp, bản lá siêu mướt mà lá to, lá nở cho em nữa. 3 chậu này 150, ai chốt lên số giùm em. À, được nha chị treo vào những cái hiên nhà đó chị. Tránh ánh nắng 100% giùm em là được. Cứ treo dưới hiên nhà hoặc là dưới lưới lan là được nha chị nha. Tưới nước bình thường hoặc là chị để cho mấy cái bóng cây á, nó có cái ánh nắng nó chiếu vào là mình trồng được ha. Rồi ai chốt giùm em vàng lưỡi đỏ nè mọi người ơi. Hoa cánh vàng lưỡi đỏ, hoa thơm, vòi dài xiên hoa. Dòng này thân mập mạp nè, bản lá nở cho em. 3 chậu này em bán từ 195, còn 150.000 luôn. Ai chốt lên số giùm em. Combo vàng lưỡi đỏ, một combo duy nhất 150.000. Ai chốt 150 lên 150 giùm em.
150 kèm số điện thoại giùm em là mình có đơn à cô chú anh chị. Đó, Vinh Nguyễn có lấy không nè? Chị Vinh Nguyễn, chị có lấy không chị? Nè, ai chốt ai thích vàng lưỡi đỏ nè, mà lúc mình chưa sang được giá ưu đãi thì mình vào đây mình sang giùm em giá 150 ngàn. 150 cho vàng lưỡi đỏ. Ok, cho vàng lưỡi đỏ cho... Ủa, không, chốt họ đỏ cho Thi Nguyễn. Rồi, chốt họ đỏ cho Thi Nguyễn. Máy nhựa trắng đó em. Dạ được chị cứ treo với máy máy hiên là được giùm rồi, em. Bóng râm cũng được. Bóng râm cũng được, chị Vinh Nguyễn chốt họ đỏ hay là chị chốt vàng lưỡi đỏ nè chị ơi. Sợ nắng mà không sao đâu, nó miễn là đừng để tiếp xúc trực tiếp với nắng thôi. Đừng có để cho nó nắng nó chiếu vào nhiều quá, nó sẽ bị cháy lá nha anh chị nha. Chị sợ nóng hả? Không, nếu mà chị treo đó thì nó không có quá nóng đâu. Chừng nào nắng nó chiếu vào á, trực tiếp 100% á, nó mới nóng, nó bị cháy lá thôi. Còn chị để cái thiên hoặc là cái gì đó thì nó sẽ mát mà. Rồi, ai chốt combo vàng lưỡi đỏ em đang cầm 150 mọi người ơi, 150 thôi. Giá rất là ưu đãi cho mọi người luôn. Ai chốt hàng lên số giùm em. 150 em bao phí cho mình. Trời ơi, 3 cây này em bán 150 mà không ai chốt. À, em bán rất là rẻ cho mọi người luôn á. Nhanh tay chốt giùm em 150 em bao phí cho mọi người. Nhanh tay để lại số giùm em nè. Nhanh tay để lại số là có đơn. Rồi, không chốt hôm qua luôn. Rồi. Giờ ở đây em có anh ba nè cô chú anh chị, anh ba cây to, hàng vòi nụ cây đẹp cho cô chú anh chị mình luôn. À, cây cái cây đó nó đứng ngọn nó chuẩn bị ra vòi rồi. Anh ba này hàng khủng siêu vòi nè, đây là bông này, cây này mới giữ nè, hồi nãy nổ lên cây này nè. Đây cây anh ba. Anh ba ha anh chị ha, một cái dòng hoa rất là đẹp luôn. Đó, cánh á hả là cái dòng cánh bay hoa, hoa to cánh bay, hoa cánh trắng nè, lưỡi màu hồng ha anh chị ha. Rồi chị Cẩm Tú Nguyễn, chị có thích thỏ đỏ chị lên số giùm em nha. Chị có thích thỏ đỏ chị lên số giùm em. Mà hàng anh ba hôm nay em lên cho mình là hàng vòi nụ không? Lúc kia em lên cây khủng cây cao đúng không? Hôm nay em lên cho mình là anh ba siêu vòi. Mọi người xem nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Trời, cái thân này nó quá trời vòi luôn nè mọi người. Đây là 2, 4, 5 vòi luôn. Chỗ này cũng 3 vòi, chỗ này 3 vòi nữa. Anh ba siêu vòi giùm em đi. Đó, hoa của anh ba mọi người xem nè. Cánh nó bay nha, cánh nó bay rất là đẹp luôn. Cánh trắng lưỡi hồng hồng nha. Okay, cái hồng màu vàng hồng. Vàng lưỡi đỏ cho Ngọc Sương nè em ơi. Rồi, vàng lưỡi đỏ cho chị Ngọc Sương nè. 150 em bán quá rẻ luôn á, ai thích vàng lưỡi đỏ 150 nói em lựa cho. Rồi nè, bây giờ nè, anh ba xưa này báo giá chưa? Chưa. Một combo anh ba xưa cây to lực đang vòi nụ luôn, bông rất là đẹp. Dòng này là hoa đẹp nha, hoa đẹp vòi đẹp nha. Dòng này là cây rất là khủng, hàng là hàng lá mít, thân là thân vàng, rất là ấn tượng luôn. Bây giờ anh ba xưa ai chốt combo 3 chậu em bán 195 ngàn. Nhưng mà bây giờ anh chị im lặng quá rồi. Yến có một đơn thôi Yến ơi. Một đơn duy nhất cho anh ba xưa. Chốt anh ba xưa 179 ngàn bao ship tổng quốc. 179 ngàn cho anh ba xưa giùm em. Anh ba xưa kèm số điện thoại là có đơn. Nhanh tay chốt giùm em anh ba xưa đi mọi người. Hàng này là hàng siêu vòi giùm em. Để mã hàng là mã hàng siêu vòi nha mọi người nha. Anh ba siêu vòi cánh trắng hồng hồng rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Và dòng này rất là xuyên hoa cho nhiều hoa. Vòi hoa đặc biệt đó, cực kỳ nhiều luôn nha anh chị nha. Quá trời vòi luôn, cho nè 1, 2, 3, 4, 5 vòi luôn. Đó, 179 ngàn cho anh ba. Chốt anh ba lên anh ba giùm em. Anh ba kèm số điện thoại là mình có đơn. Ai thích anh ba mình lên anh ba giùm em đi cô chú anh chị. Anh ba kèm số điện thoại là mình có đơn nha mọi người nha. Tranh thủ lên số giùm em. Bà Liễu có vòi hả? Bà Liễu vòi có luôn. Bà Liễu có vòi, em có bà Liễu đột biến đó. Hàng lùm cây khủng đang vòi 169 ngàn ba chậu. 169 á, chị Vinh Nguyễn lên số cho em đi. Còn em ai? Chốt đơn cho chị. Còn ai lấy anh ba xưa này nè, anh ba này mới giữ nè. Anh ba này mới đỉnh nè. Và có 179 ngàn thôi. Anh ba này là anh ba thân vàng nha mọi người, chứ không phải là thân xanh nữa đâu. Mà thân dòng này á, nó rất là đặc biệt luôn. Đó. Nè mọi người thấy cái thân vàng không? Đây, vòi nhiều nữa, 179 thôi cô chú anh chị ơi. 179 ngàn cho dòng anh ba xưa.
Ai chú ăn ba xưa lên ăn ba xưa giùm em nha. Ăn ba xưa siêu vòi. Ben hả? Rồi. Chị đang đợi Ben, em không chắc em không có Ben trên live. Ben thì phải để số điện thoại lại đi, Ben ở ngoài vườn á. 3 cây 185. Ben để lại số cho em đi, 185.000 ba chậu. Ba chậu Ben. Rồi ai chốt lên số giùm em nè. Nhanh tay để lại giùm em số điện thoại anh ba xưa. Trời ơi, gì đâu yên dữ vậy. Rồi em cho anh ba em qua anh ba luôn. Rồi. Nè, bây giờ nè, ở trong cái thùng đỏ còn 3 cây đủ 3 cây nè. Vàng đỏ ánh kim. Đủ 3 cây không? Không, không có đủ. À, chị chốt rồi hả? Ở tuần hả? Chị cho xin số để em kiểm tra lại. Ừ. 2 cây hả? Rồi, cho bán luôn, 3 cây luôn. Rồi, 3 cây này. Bây giờ nè, ở đây em có một cái combo vàng đỏ ánh kim, sổ chớp. Có một cây nó có nụ, một cây nó ra hoa thường rồi thì em không nói. Nhưng mà em còn hai cây còn lại chưa sổ. Đây. Vàng đỏ ánh kim á, vàng đỏ sổ chớp ánh kim á anh chị, hoa hoa đỏ hoa thường hoa đỏ tươi, còn hoa sổ ra ra chấp thuận chấp nghịch y như cây vàng đỏ 500 vậy đó. Bây giờ em có đúng một combo ai chốt ba chậu này hết hàng luôn rồi. Combo thùng 10 cây không em? Có rồi. Anh, có anh. Anh lên số để em để anh giá 189 luôn. Một combo duy nhất vàng đỏ ánh kim ba chậu này ai chốt đúng mã này luôn nha. Chốt đúng mã giùm em nha. Từ 240.000 bán 150.000 bao ship một đơn một, không có đơn thứ hai. 150 luôn cô chú anh chị, 150 cho vàng đỏ ánh kim có tỷ lệ sổ luôn mọi người. Có một cây đang vòi nổ em không tính, còn hai cây kia là nó chưa vòi nha. Tặng quà anh chị, 150. 150.000 cho vàng đỏ ánh kim ai chốt lên số anh cho Huy, em. Anh Huy Nguyễn chốt cái combo 10 lên số đi. Anh chốt combo 10 chậu lên số giùm em đi anh, 189 luôn. Rồi, bán quá rẻ luôn. 150, em nói không có đơn thứ hai đâu nha. Cái này mắc lắm anh chị ơi. Nè, một cây nè cô chú anh chị, một cây nè. Giống cây này nó có hai vòi nè. Mua hai cây tặng một cây vậy đó. Đó, còn hai cây này là cây tơ. Đó, hai cây này em bán cho mọi người ba chậu này 150 chốt cho anh Giang Trần. Chị Sương Bùi chốt gì nữa. Em tìm có còn cây nào không? Rồi chị Sương Bùi có đơn luôn. Đúng không? Đủ luôn đúng không? Rồi, ok luôn. Nè, kia kìa. Rồi, ok rồi, luôn. Rồi, ba cái chậu này 150 cho chị Sương Bùi luôn. Rồi, em rồi, hết okay nha. Ok luôn. Em hết. Chị muốn lấy nụ thì ok, lấy nụ chị có vô bình thường. Em cho anh Giang chặn cây không nụ. Lấy cái nụ của chị. Rồi. Bây giờ tiếp tục nè, em có mấy mã ưu đãi em bán rẻ cho mọi người luôn nè. Ở đây em có mấy chậu vàng lửa đỏ em bán hết luôn nè. Rồi ba chậu vàng lửa đỏ này ai chứ em để giá 145.000 luôn. Có nụ nha, có nụ xung rồi ơi. 145.000 luôn cho vàng lửa đỏ. Mã của chị có một cây có nụ nha. Đây, đẹp nha. Vàng lưỡi đỏ, ba chậu này 145 lên số cho em. Ba chậu vàng lưỡi đỏ mức giá 145.000 bao quý cho mình. Anh Huy có lấy cái combo 10 là lên số thọ em nha. Hàng là chuẩn bị cho vòi hết rồi, thắt ngọn hết rồi, xưng hộp, hộp bắp hết rồi nha. À, rồi ai chốt lên giùm em số điện thoại đi mọi người ơi. Ba chậu này 145.000 cho vàng lưỡi đỏ. Ưu đãi cho mọi người một mã vàng lưỡi đỏ mức giá 145 nữa. Nhanh tay lên số cây mập bản lá nở. Cây chuẩn bị cho vòi nha mọi người. Cây thắt ngọn hết rồi. Đó, chuẩn bị cho vòi hoa rồi. Nên ai chốt cái mã này gộp giùm em 145.000. 145 là giá quá ưu đãi cho mọi người luôn. 145 kèm số điện thoại giúp em đi cô chú anh chị. Đó, vàng lưỡi đỏ, hoa vàng lưỡi đỏ thác hoa rất đẹp và hoa thơm. Ai chốt vàng lưỡi đỏ lên vàng lưỡi đỏ giùm em. Vàng lưỡi đỏ 145 ai gợp thì báo em gợp nha. Không thôi đây em có một chậu này. Chút báo. Lửa rồng. À lửa rồng. Đây em có một chậu lửa rồng ai chốt nè. À, cây tơ luôn, chưa ra vòi luôn. Ai chốt em để cho mọi người 140 gợp đơn đi. Gợp đơn 140 thường em bán 200.000 lọn. Chậu này giờ ai gộp đêm để giá 140. Lửa rồng sổ chớp nha mọi người, lửa rồng sổ chớp. Đó, đang trồng trong giá thể là sơ dừa nhưng mà nó sọc lá rất là nhiều luôn. Đó, ai chốt lửa rồng lên lửa rồng giùm em nha.
Lửa rồng 140 kèm số điện thoại dùm em. Lửa rồng 140 gộp đơn lên số. Có số là có đơn cho em. Giờ bán 140 luôn hả? Gian gì? Rẻ nhất là 190 đó. Bán bình thường là 250. Lỡ. Mà 140, Yến bán 140 nãy giờ không ai nói năng gì luôn là chị sai lầm rồi đó. Trời, 140 luôn, không ai chế hôm qua luôn nha. Bán rẻ lắm luôn á. Cái đó là cái lửa rồng sổ chớp đó anh chị. Cái lửa rồng sổ chớp đó mọi người. 140 là cái giá là không thể nào có luôn á. Rồi. Đây có một chậu ben nữa. Rồi ai chốt chậu ben này. Dừng lại, cái gì? Cái gì? Cái bò đối màu. Chốt cho Trần Đình Luận cho 140 kìa. Rồi em tới chuyện này. Anh lên số Đình Luận ơi. Anh vừa mua cái cây đó, đó. Anh lời với giá trị thực tế của nó gần 100.000 á. Anh Trần Đình Luận, lên số đi anh. Cây rồi, cái cây là không? Cây bò đổi màu. Ai chốt chỗ này, giờ anh báo giá chỗ này mềm ơi. Không hết báo rồi đó. Đó là cây bò đổi màu, hoa thơm. Cái cây phi 18 nó bự bằng cây thiết kế luôn. Anh chị chốt cây này lên số đội. Anh nha, lên số đội cây bộ đang mặt khoảng 120 đồng Vinh Nguyễn rồi. Cây này ai chốt lên số. Em đang bán cây này 180, bây giờ anh bán chị cây này 145.000 luôn. Rồi, bằng giá cây nãy luôn, quá rẻ luôn. 145 lên số, anh cây bộ số. Đổi màu anh luận lên số, lên mỗi lần 5 số giùm em nha. Cây bộ đổi màu nó thơm lắm á. Cây bộ đổi màu này ra 3 màu hoa nè của anh chị, vàng nâu với màu vàng, màu nâu với màu cam. Đó, 3 màu nha. Rồi ai chốt cây bò đổi màu này dùm em 145.000 luôn. Bò đổi màu 145, anh luận chốt cái cây lửa rồng nó lên số dùm em nha. Lửa rồng 145. Bò đổi màu 145 lên số, có số là có đơn, không có số là em xả ra. Nhanh tay lên số dùm em, nhanh tay đi mọi người. Đó, cây lửa rồng em, ủa cây bò đổi màu em đang cầm nè. Rồi nhanh tay lên số. Rồi, xong này cho xe bò liễu, anh cho Đình Luận lên số đi anh. Anh Luận ơi, lên dùm em mỗi lần 5 số đi anh. Rồi xong rồi em lên cho coi bà liễu nè. Cây bò đổi màu không chớ em qua. Rồi cho nha. Xe bà liễu đi. Liễu bò á, tôi muốn bán. Đây bà liễu nè. Anh Luận lên mỗi lần 5 số em nha Luận ơi. Đây bà liễu nha, ui da. Bà liễu hàng vòi. Đó, 3 chậu từ 195.000, bây giờ em bán còn 169.000 cho bà liễu lưỡi trắng nha. Bà liễu lưỡi trắng. Bà liễu cái lưỡi đột biến đó mọi người, thường bà liễu là lưỡi màu tím. Hôm nay em có lô bà liễu lưỡi trắng cho mọi người nha, 169.000 em giảm cho mọi người rồi đó. Mọi người chốt lên số giùm em, hàng vòi nụ, cây lùm, cây khỏe, cây đẹp cho em. Nhanh tay ok anh Luận, em thấy 5 số nè. Rồi, hoa lửa rồng. Đây cho mọi người xem hoa lửa rồng. Rồi ai chốt là bà liễu 169, bà liễu lưỡi đột biến lên số cho em đi mọi người ơi. Bà liễu lưỡi đột biến, hoa đẹp cực kỳ luôn. Đây hoa chớp của lửa rồng nè. Đó, lửa rồng nó sẽ ra hoa chớp như thế này nha. Hoa thường là hoa màu cam. Hoa thường nó sẽ là ra màu cam. Này. Đây. Đó. Lửa rồng, hoa bình thường nó sẽ là màu cam như thế này. Còn hoa chớp nó sẽ như vậy. Rồi, qua nha mọi người. Rồi, ai chốt bà liễu qua lưỡi trắng đột biến lên số giùm em. Bà liễu lưỡi trắng kèm số là có đơn cho em đây. Bà liễu thường thường là lưỡi màu tím. Còn hôm nay em lên cho mọi người là bà liễu đột biến. Lưỡi nó màu trắng. Vòi hoa dài và hoa rất thơm luôn. Và xiên hoa nữa cô chú anh chị. Đó, mọi người thấy hoa rõ không? Hoa nó sẽ có ngã màu trắng đột nha. Còn bà liễu xưa thì hoa nó sẽ là màu trắng tinh. Và lưỡi của nó là màu hồng đậm. Còn cái này thì ở ngoài cô chị mình thấy nó có một xíu màu trắng nè. Ở trong thì nó màu hồng. Rồi 169 cho combo 3 chậu bà liễu đẹp luôn. Ai chốt lên số cho em. Rồi. Đó chị Vinh Nguyễn có lấy bà liễu không chị ơi? Vinh Nguyễn có lấy bà liễu không chị? Cái bà liễu đó, cái mã đó nó còn có khả năng đột biến lửa trắng đó. Cái mã đó hơi bị hay luôn á. Rồi ở đây em có một chậu một cây vàng tia, một cây vàng lưỡi đỏ. Ok Luận nha.
lại một cây hoa hồng. Hoa hồng. Cây hoa hồng combo này em bán cho mọi người 150, 130 luôn, 130 luôn, tặng luôn đi em ơi. Rồi 130 cho combo 3 chậu em đang cầm, vàng tia, vàng lưỡi đỏ và hoa hồng đỏ nha mọi người. 3 chậu này 130, ai chốt 130 lên 130 giùm em. 130.000 bao phí ship 3 cây giống như em đang cầm. Đây, vàng lưỡi đỏ, hoa hồng đỏ và vàng tia, 3 chậu này 130. Ai chốt 130 lên 130 giúp em. Đứng xa cho mọi người xem cây nè. 130 lên 130 giùm em. Ai chốt mã 130 có số có đơn cho em luôn cô chú anh chị. Nhanh tay để lại số giùm em đi mọi người ơi, tranh thủ lên giùm em cái số. Đó, 130 nha cô chú anh chị nha. 130.000 em bao phí cho mọi người luôn. Nhanh tay nha cô chú anh chị. Nhanh tay lên số giùm em đi mọi người. 130 cho 3 cây 3 màu đẹp cực kỳ luôn. Màu gì vậy sớp? Hoa màu vàng lưỡi đỏ nè, rồi hoa màu vàng tia đỏ nè, rồi hoa hồng đỏ là hoa màu hồng nha. Hoa màu hồng tím với những cánh xếp chồng lên nhau rất đẹp luôn. Lên số đi mọi người ơi. Ai chốt 130 lên 130. Mã 130 cho anh Danh Phạm là ok nè. Hoa chịu nổi là sao? Vậy chị lấy hàng đứng ngọn đi, lấy hàng hoa. Lấy hàng đứng ngọn thôi. Ok, ok chị nha. Rồi để em lên tiếp tục cho mọi người nè. Đây có tiếp tục 3 cây vàng lưỡi đỏ bán cho mọi người 130 luôn nè. Bán xả hết luôn mọi người. 3 chậu này 130, ai chốt 3 chậu vàng lưỡi đỏ 130. Hoa cánh vàng lưỡi đỏ hoa thơm cho em. Em bán rẻ lắm luôn á cô chú anh chị. 130 xúc cái chậu rồi. 130.000 ai chốt lên số cho em. Đó, hàng là bao đẹp cho mọi người luôn, hàng là lá nở nè, hai lá chuẩn bị cho vào hoa luôn. 3 chậu này 130, ai chốt 130 lên 130. Một trăm ba kèm số điện thoại giùm em. Rồi một cây ung rau quăng, một cây bà liễu với lại một cây thỏ đây. Rồi combo này 130 luôn. Một thỏ xưa, một bà liễu và một ung rau quăng. Combo em đang cầm 130. 130 luôn mọi người ơi, bán rẻ cho mọi người về sưu tầm luôn. 130.000 cho 3 chậu. Quá trời rẻ luôn cô chú anh chị, bán rẻ cho mọi người về về chậu nha. 130 là một thỏ xưa nè. Một bà liễu nè. Một ung rau quăng nè. Mã này 130, chốt 130 lên số cho em. 130 kèm số điện thoại giùm em đi mọi người. Ai có đơn rồi gộp đơn giùm em cũng được nữa. Đó, ai có đơn rồi mình gộp đơn giùm em nha, 2-3 mã ha anh chị ha. Sẵn thì mình đi luôn, đó. Ai chốt 130 lên 130 giùm em. 130 kèm số. Trời ơi, bán như thế này là xong rồi. 130 có ai chốt mã này không nè? Ok, Vinh Nguyễn nha, các bạn đang gửi hàng. Rồi bây giờ nãy giờ em bán gì? Em gom lại em bán thanh lý cho mình hết luôn. Rồi bây giờ em bán gì? Em gom lại em bán cho mọi người thanh lý hết luôn nè. Nãy giờ em bán vàng lưỡi đỏ đúng không? Em bán kinh ba nè. Ủa em bán urawang nè. Rồi thỏ xưa nè. Hoa hồng đỏ nè. Vàng đỏ ánh kim nè. Rồi thêm mấy chậu sổ chết nữa. Mấy cây đỏ tím nữa nè. Hàng sổ nè. Nè bây giờ nè. Bây giờ nè, anh chị đang im lặng quá rồi. Nên bây giờ em sẽ để cho bạn Yến gỡ chậu những cái mã hàng sổ chết, cam lửa, ánh kim, vàng đỏ, thiên ấn, rồi cây đỏ tím sổ chớp, rồi cây đồng tiền hồng sổ chớp, cây bà liễu xưa, cây bò tím, cây bò đậu màu, cây chinh mười bích, rồi cây viên thiên vương. Rồi ok, bây giờ nè em sẽ có một cái combo nha. Một cái combo, một cái loạt những cái cây rất là đẹp luôn. Em sẽ bán theo dạng thanh lý tháo chậu cho anh chị nha, tháo chậu cho anh chị. Và bây giờ cái thùng hàng này bạn Yến đang tháo ra, bạn Yến đã tháo được 10 cây rồi anh chị ơi.
một cái thùng hàng 10 chậu, đây cho chuột xuống chớp nè. Rồi, bây giờ cái thùng hàng này anh chị nào chốt lên số em có đúng duy nhất 2 thùng. Em có đúng 2 thùng như thế này. Có 2 thùng. À dạ. 2 thùng như này, bây giờ anh chị nào chốt lên số một thùng từ 10 tới 12 cây. Anh chị à, nếu mà cái thùng mà các bạn soạn hẹo bạn thấy cái thùng nó hơi cái cây á nó chưa có đầy cái thùng, các bạn bỏ thêm vô. Lúc nào cũng thế, từ 10 tới 12 cây một thùng. Mức giá của cái thùng này nó tầm khoảng là 600 mấy 700 ngàn. Bây giờ Yến tháo ra rồi, Yến lỡ tháo rồi, ai chốt combo thanh lý, mỗi một đơn là 10 cây bao ship toàn quốc, ít nhất là 10 cây nha. Bên số đội chốt số như vậy, một thùng như vậy 180.000 bao ship luôn, lấy rồi, 180.000 luôn mọi người. Đúng rồi, 180 luôn, lên số 2 thùng. Có đúng 2 thùng thôi, cô chú anh chị chốt liền giùm em. Trong đây có nhiều màu, đầy đủ màu hoa cho mọi người luôn. Xanh đỏ, tím vàng gì có đủ, rồi thêm cái nữa là có mấy dòng sổ chớp luôn. Cam lửa, DT, đỏ tím, rồi thiên ấn nữa cô chú anh chị. Đó, em bóc cây nè, em tháo ra, em bán cho mọi người hết. Rồi, một thùng kèm số điện thoại đi anh chị. Một thùng kèm số điện thoại giùm em, mức giá là 180 nha cô chú anh chị nha. 180 cho những cái chậu em đang cầm cho mọi người, hàng tháo khớm. 180.000 mọi người có thể mua về ghép vào khúc lũa nè. Hoặc là ghép vào đâu đó tùy theo mình thích ha mọi người ha. Hoặc là có thể ha. Một thùng 180.000. Một thùng 180 quá trời rẻ luôn, cho mọi người xem những cái tác phẩm nào ghép vào những cái gốc cây bú sữa ha, gốc cây xoài gì đó của anh chị ơi. Rất là đẹp luôn. Đây nè mọi người xem giùm em đây. Đây, một thùng như vậy chỉ 180 thôi, bình thường em bán 200, 250. Đó, mọi người có thể ghép như thế này nè cô chú anh chị. Đó, ghép vào gốc cây gì ha, nó ra rễ nó sẽ bám chặt vào cây và nó sẽ cho hoa của anh chị mình thấy không? Rất là nhiều hoa luôn coi nha anh chị nha. Ai chốt một thùng lên giùm em số điện thoại. Với mức giá là 180 luôn mọi người. 180. Anh chị bỏ qua mã này rẻ luôn. 4 bà liễu trắng giá bao nhiêu hả? 4 bà liễu trắng thì mã 3 chậu làm bán 169. Là 170 655 60. Bán anh thêm 55.000 nữa. À 169 cộng 55.000 nữa giùm em. Rồi ai chốt thùng này lên thùng giùm em. Một thùng 180 là từ đó tới giờ chưa có giá này luôn. Bán quá chỗ đẩy luôn á mọi người. 180.000 ai chốt lên số cho em. 180 cho 10 khóm nha cô chú anh chị nha. 10 khóm như thế này đó, mọi người về mọi người ghép vào hàng rào, vào gốc cây hoặc là gốc cây xoài, cây vú sữa, tùy theo mọi người thích nha. Mà giá em bán có 180 là quá trời rẻ luôn á. Thường em bán hùng này á từ 600-700 ngàn, còn có còn 200 mấy lần á, mà bây giờ em bán còn có 180 à. Mọi người chốt thì lên số giùm em, gọi đơn cho anh Luận ok, cảm ơn anh luôn. Em có 2 thùng thôi. Hôm qua chốt qua chọn 2 thùng nữa sao chưa điện em? Dạ mấy bạn đang điện á anh ơi, đơn qua mấy bạn chưa gọi kịp anh ơi, thông cảm giùm em. Rồi anh Nguyễn Giao, chị Nguyễn Giao nữa nè. Mọi người chốt thanh lý thì mọi người mua giùm em thêm cái combo kích rễ bật mầm này đi. Mọi người về mà mọi người kích những cái thân tơ, những cái rễ mới ra cho cây ha anh chị ha. 180 ok, 180 thôi mọi người nha. Một thùng có 180 mà mọi người mua thêm cái combo kích rễ bật mầm này giùm em. Sử dụng rất là hiệu quả luôn cô chú anh chị. Mình mua những cái cây hàng thanh lý về mình trồng lại, hoặc nhà mình có những cái cây mà thân bị teo tóp. Bốn bà liễu là 169 là 170 cộng 55 là 224.000 nha anh ơi. 224.000 nha anh Thanh Vương đúng không? Đúng rồi. Rồi 224.000 nha anh Thanh Vương ơi. Hôm qua chốt thì các bạn đang gọi anh chị. Hoặc là nhà mình có những cái thân á, nó bị teo tóp, nó bị già cỗi, nó không hút chất dinh dưỡng lên cho cây được á, thì mình mua giùm em cái combo kích rễ bật mầm này. Cái thứ nhất là cô chú anh chị mình làm lại bộ rễ, cái thứ hai nữa làm lại những cái thân tơ mới nó lên và nó phát triển rất là tốt luôn nha anh chị nha. Mình sử dụng như thế nào thì mình sử dụng giùm em là một xe nắp xanh là ORG Hum nha cô chú anh chị, cộng với một xe nắp vàng đó là Super Root B1, mình pha với một lít nước hay là trên một lít nước giùm em. Mình tưới vào những cái gốc, những cái rễ của cây nào á cô chú anh chị muốn làm rễ, làm thân tơ, thì cô anh chị mình tưới vào tầm 2-3 tuần mình sẽ thấy những cái rễ đầu xanh nó búng ra và bắt đầu những thân tơ nó đâm chồi ra nha anh chị nha. Cái combo này á bên em bán rất là nhiều rồi cô chú anh chị. Combo này á lúc nào bên em lên tụi em cũng bán được nhiều đơn hết á. Tại vì sao? Tại vì sử dụng rất là hiệu quả và bên em đã thử nghiệm 4-5 năm nay rồi, bên em bán ra biết bao nhiêu là combo thuốc này rồi ha anh chị ha.
combo hút này thì bên em thường thường em bán là em không bao ship nha. Đó, giá của nó sẽ là 130, nhưng hôm nay em bán cho mọi người giá còn 90.000 nha cô chú anh chị, 90.000 cho combo kích rễ bột mầm này. Ai có mua những cái hàng thanh lý á, cái hàng trồng lại hoặc nhà mình có những cái cây mà nó bị teo tóp, thân nó bị già, mình muốn làm lại cây mới, thân mới cho cây á, thì mình sử dụng combo kích rễ bột mầm này giùm em. Đó, rất là hiệu quả luôn, mà em bán có 90.000 nè. Ai gộp đơn gộp vô giùm em luôn ha anh chị ha. Kích rễ bột mầm 90.000 bao ship cho mình luôn. Hoặc là ai mua thanh lý nè, gộp đơn chung với em luôn. Đó, gộp đơn chung luôn là mọi người về mọi người làm lại rễ nè. Mọi người bóc bớt cái sơ dừa này ra. Đó, mọi người xịt vào những cái thân tơ, những cái rễ này nè cô anh chị, nó sẽ búng những cái rễ đầu xanh như thế này cho cô chú anh chị mình ra nè. Đó, những cái thân tơ nó lên mới nè. Là cô chú anh chị mình làm được một cái bộ rễ mới, làm cho một cái cây mới rất là đẹp nha mọi người nha. Tranh thủ chốt giùm em combo kích rễ bật mầm giá 90.000. Ai chốt kích rễ bật mầm lên số cho em đi cô chú anh chị. Rồi, ai chốt kích rễ bật mầm lên số giùm em, có số là có đơn cho em nha cô chú anh chị nha. Sử dụng cực kỳ hiệu quả luôn. Mình có thể phun vào buổi chiều tối hoặc là sáng sớm. Sáng sớm thì mình xả nước lại giùm em trước khi nắng lên nha cô chú anh chị. Còn buổi chiều tối thì mình không cần phải xả nước lại. Rồi, ai chốt combo kích rễ bật mầm lên số, có số là có đơn giùm em mua hàng tri ân, hàng thanh lý như thế này, cần thêm một cái combo kích rễ bật mầm như vậy, giá có 90.000 thôi. Ai chốt hàng lên số okay, giùm em cho anh mà nó sẽ nhắn tin về số hotline này. Rồi, rễ mầm giùm em đi cô chú anh chị. Độ hơi rụng là sao chị? Độ hơi rụng là sao? Chị muốn mua nó chị sợ nụ á, thì chị lấy hàng đứng lá thôi. Yeah. Rồi, ai chốt kích rễ bật mầm giá 90 lên số cho em. Có số là em có đơn cho mọi người liền luôn. Anh lên lại số giùm em đi Thanh Hồ ơi. Anh lên lại số giùm em đi anh ơi. Cho em số đi để em mới biết em gặp vô cho. Kích rễ bật mầm 90.000 nha. Còn cô chú anh chị nào không có thời gian nữa thì mình có thể mua cái loại phân chì nhỏ. Cái bịch phân nào ta? Phân chì 3 số 10. Đây, em lên cho mọi người thêm một cái dòng phân mà cô chú anh chị mình sử dụng rất là nhiều nữa nè. Và anh Thành Hồ, anh Thành Hồ cho em xin lại số thợ đi. Anh Thành Hồ cho em, ok em thấy số. Nuốt nuốt chúng cái gì mà sao đắng vậy ạ? Bóc cái gì em nuốt mà sao đắng cổ vậy trời. Đây, em lên cho mọi người thêm một cái dòng phân nữa nha cô anh chị nha. Đây là phân 3 số 10 dành cho cô chú anh chị nào không có thời gian chăm lan, không có thời gian tưới phân thuốc nhiều, thì mình sử dụng giùm em cái phân 3 số 10 này. Phân 3 số 10 này là cái dạng phân nén nha anh chị nha. Và ba chỉ số nó bằng nhau, đó là đạm, phân và kali ha cô chú anh chị. Và một số chất dinh dưỡng khác giống như là kẽm, đồng, magie ha anh chị ha. Làm giúp cho cây phát triển tốt nè, hút chất dinh dưỡng cho cây nè, làm cho cây đẹp nè, bộ rễ đẹp rồi bóng lá ha anh chị ha. Đó, cái công dụng của cái phân 3 số 10 này rất là hiệu quả và rất là tốt cho những cái cây lan của anh chị. Mà nếu mà anh chị mình đi làm không có thời gian chăm bón nhiều thì mình sử dụng phân 3 số 10 này giùm em. Mình sử dụng như thế nào thì mình bỏ 3-4 viên vào một chậu phi 12. Mỗi ngày mình chỉ cần sáng tưới, chiều tưới là nó tự động nó hút chất dinh dưỡng lên cho cây. Và dòng phân 3 số 10 này bên em đem phân phối cho rất là nhiều nhà vườn nha cô chú anh chị. Với lại phân 3 số 10 này hiện tại giá ngoài thị trường rất là cao. Nó dao động từ 200 tới 220 một ký lần cô chú anh chị. Và hiện tại là không có hàng để bán luôn. Đó, bên em nhập về số lượng ít nha anh chị nha. Nhập về bao nhiêu bán hết bao nhiêu. Đó, thì bên em bây giờ còn rất là ít, chỉ còn tầm một bao. Một bao tương ứng với 20 ký ha anh chị ha. Bây giờ em sẽ bán cho cô chú anh chị giá rất là ưu đãi luôn cho cái dòng phân 3 số 10 này. Đó, nhà ai chưa có phân 3 số 10 này thì mình mua mình để dành giùm em. Nếu mình bỏ vào những chậu phi 12 á, hạn sử dụng nó tầm 3 tháng. Còn mình bỏ trong cái bịch như túi zip như thế này á, là hạn sử dụng của nó là 3 năm nha mọi người nha. Rồi, phân này thì em sẽ bán cho mọi người giá là từ 200.000, giảm cho mọi người còn 170 một ký nha. Một ký nó sẽ đầy bịch như thế này luôn là cô chú anh chị. Đó, nó đầy bịch như thế này luôn. Một ký là 170, ai mua 2 ký trở lên giá sẽ còn là 300.000. Em giảm thêm 40.000 trong đơn hàng của mình nữa.
chốt liền phân ba số 10 lên số giùm em. Nhà ai không có thời gian chăm bón á, thì mình nên mua phân ba số 10 này mình về mình sử dụng giùm em. Mỗi lần phi thiết kế mình bỏ tầm 5-6 viên, phi 12 mình bỏ tầm 3-4 viên giùm em. Mình bỏ càng nhiều thì cây của mình nó càng hút chất dinh dưỡng nhiều thôi anh chị ha. Nếu mình có điều kiện thì mình bỏ ra 5-6 viên cũng được. Đó, thì cô chú anh chị mình mua giùm em 1kg là 170, mua 2kg sẽ là còn 300.000, em giảm thêm 40.000 cho mình nữa. Ai có đơn rồi gộp đơn giùm em nha. Phân ba số 10 này á, cô chú anh chị mình mua để dành đi. Hiện tại là hàng trên thị trường rất là khan hiếm luôn. Ai chốt hàng lên số giùm em, có số là em có đơn cho dòng phân ba số 10 này. Nhanh tay để lại số giúp em đi cô chú anh chị. Nhanh tay để lại số giùm em nè. Cho em tới 50 đó chết. Rồi ai chốt giùm em đi cô anh chị. Phân 3 số 10 1kg 170, 2kg sẽ còn 300 ngàn thôi đó. Em giảm 40 ngàn cho mọi người nữa. Hàng này là hả rất là hiếm luôn á, thị trường không có để bán luôn. Rồi 1kg phân 3 số 10 cho chị Nguyễn Giao nè. Ok nè, dồn đơn. Rồi ai chốt phân 3 số 10 nó lên phân 3 số 10 giùm em. Đó, nhà cô với anh chị mình đi làm từ sáng tới chiều á, mình không có thời gian chăm bón những cây lan mình á, mình không có thời gian mình tưới thuốc á, thì mình sử dụng phân ba số 10 này giùm em rất là hiệu quả luôn cô chú anh chị. Với lại những cái nhà vườn đối tác lớn bên em á, đó là bên em phân phối những cái phân ba số 10 này cho những cái nhà vườn đó không luôn á. Mua lần mấy bao, một bao là 20kg lận cô chú anh chị ha, một bao là 20kg lận. Có nhiều cô chú anh chị mình mua số lượng lớn luôn, mua bao không à. Đó, nhanh tay chốt giùm em phân ba số 10 này đi mọi người. Nhà ai có những cái vườn lan nhỏ thì mình mua tầm ký là được rồi. Mình muốn mua để dành thì mình mua 2kg. Nhà ai có vườn lan lớn thì mình mua tầm 2-3kg mình để dành. Đó, rất là hiệu quả, mua càng nhiều thì giá nó càng lời nha mọi người nha. Nhanh tay chốt giùm em phân ba số 10. Phân ba số 10 kèm số điện thoại giùm em. Đó, rất là nhiều cô chú anh chị mình mua để dành luôn á. Nhanh tay chốt giùm em phân ba số 10 kèm số điện thoại. Rồi chốt liền giùm em phân ba số 10 hoặc là kích rễ bật mầm. Kích rễ bật mầm thì 90.000, phân ba số 10 là 170 một ký, mua 2 ký sẽ còn 300. Ai chốt hàng lên số cho em. Chốt hàng lên số cho em nha mọi người ơi, im lặng quá. Rồi còn ai thích phân ba số 10 nữa không mọi người ơi? Hoặc là mình cần em tư vấn phân thuốc gì nữa không? Nhà cô chú anh chị mình có những cái cây bị gì không? Bình luận lên giùm em đi, sao im lặng quá trời luôn á. Rồi bây giờ anh chị à, bây giờ em có một món quà tặng cho anh chị. Em có một cái món quà, sẽ là một món quà bất ngờ, một món quà chưa từng có luôn. Anh nha, bây giờ tương tác rất là thấp thì em biết mọi người vẫn đang xem, nhưng mà chắc là chưa có đúng cái ý mà mọi người, thành ra mà khó bắt mọi người bình luận thì mọi người sẽ không bình luận đâu. Nhưng bây giờ em mời chị ngắm nhìn lại một lần nữa một vòng hoa mặt hoa của Thảo Lá Kiên Giang, em chuẩn bị tặng lớn cho chị nè. Thảo Lá Kiên Giang. Đây, đây. Một cái cua hoa xưa, hoa màu đỏ, cánh xoắn, lưỡi xoắn rất đẹp. Dòng này là dòng Thảo Đỏ Kiên Giang, đây cho chị nào chưa biết. Dòng Rero rất lâu đời và vô cùng nổi tiếng. Đó, anh chị càng chăm nó sẽ càng cao to, nó sẽ ra thác hoa kinh khủng luôn, nó ra giữa thân, nó ra lá, nó ra đỉnh ngọn. Nó ra rất nhiều hoa, nó ra quanh năm suốt tháng. Dòng này, những dòng Rero như kiểu như này chỉ cần tưới nước thôi nó cũng ra hoa nữa. Nhà chỉ cần chăm sóc nước, anh chị tưới nước thôi, nó cũng ra hoa luôn. Thì đây là Thảo Đỏ Kiên Giang. Thì giữa cái việc mà đang im lặng như thế này á, thì bây giờ em có một bất ngờ cho anh chị. Bây giờ những cái chậu Thảo Đỏ Kiên Giang hồi nãy Yến bán 3 chậu 159.000, đúng không? Bây giờ những cái chậu Thảo Đỏ Kiên Giang này em sẽ bán cho anh chị, em sẽ tháo chậu ra bán theo dạng thanh lý luôn. Tháo chậu ra dạng thanh lý một màu anh chị ha. Thảo Đỏ Kiên Giang cái viên chậu 12, bây giờ em tháo ra em bán đúng một đơn một thôi. Tại vì bình thường nếu em bán 3 đơn thì có 9 cây à, nhưng mà giờ em bán một đơn đã 10 cây rồi. Em có đúng một đơn, những cái chậu này cầm sẽ tháo chậu ra cho anh chị. Tháo chậu ra nha. Tháo chậu ra. Rồi bây giờ một combo Thảo Đỏ Kiên Giang tháo chậu bao ship toàn quốc, anh chị nào chốt lên số có đúng duy nhất một đơn để lấy tương tác, một đơn để lấy cái bình luận của anh chị, một đơn để lấy lại cái sự mà nó như là trao đổi qua lại giao lưu với hai bên. Ai chốt Thảo Đỏ Kiên Giang 10 chậu em tháo sạch sẽ cho anh chị luôn, mức giá cho anh chị bao nhiêu anh chị? 10 chậu thường thường là 65.000 cây, 10 cây là 650.
Bây giờ 10 cây này lên số điện thoại chốt cho chị 185.000. Đúng một đơn hồi đó Kiên Giang tháo chậu 185 bao ship toàn quốc lên số điện thoại. Rồi 185.000 cho 10 cây thỏ đỏ thiên Kiên Giang tháo chậu nha mọi người. 10 cây lận chứ không phải là 3 cây nữa. Mức giá 185.000, mọi người chốt thỏ đỏ lên số lên số liền, cơ hội cho chị là 10 cây chỉ có 185.000 thôi. 10 cây 185.000 hàng tháo chậu cho em. Chốt liền lên số nha cô chú anh chị. Đây, thỏ đỏ nè, cây đẹp cho em nha. Đó, em tháo những khóm như thế này. Em gửi tới cho mình là 10 chậu tương ứng với 10 cây. Mức giá 185.000 bao ship cho mình. Nhanh tay để lại số giùm em. Có số là em có đơn cho cô chú anh chị mình luôn. Ờ, với mã hàng này là một mã hàng để cho anh chị chạy đơn đó. Một mã hàng để cho anh chị cho anh chị sưu tầm được những cái mã hàng mà chị không thể mua được ở đâu hết anh chị ha. Rồi chốt liền giùm em thỏ đỏ đi mọi người. 10 khóm tương ứng với 10 chậu là 185.000. 185 em bao ship cho mọi người luôn. Nhanh tay để lại số giùm em. Rồi nhanh tay để lại số là mình có đơn nè. Tú Nguyễn cho em xin số nè. Đó, chốt thỏ đỏ lên thỏ đỏ giùm em nha. Thỏ đỏ kèm số điện thoại. Quá trời rẻ luôn cô chú anh chị. Em bán mức giá này là hả bao lời cho mình luôn á. Cô chú anh chị mình lời chứ không phải là em lời nha. Nhanh tay chốt giùm em 10 chậu thỏ đỏ với mức giá 185 em bao ship. Em bao phí ship cho mọi người hết luôn. Đó, mọi người chỉ cần chốt thôi. Nhanh tay để lại số giùm em đi cô chú anh chị ơi. Nhanh tay để lại số giùm em. Có số là có đơn cho em nè. Nhanh tay để lại số. Ai chốt thỏ đỏ lên số nha. Rồi Tú Nguyễn lên 5 số nữa giùm em nha. Quá chị. Là chị lên số giùm em đi chị Tú Nguyễn ơi. Rồi lên số chị. Rồi lên số giùm em đi mọi người. Có số em có đơn cho cô chú anh chị mình hết luôn. 185.000 cho 10 cây thỏ đỏ. Ai chốt thỏ đỏ. Anh đặt hồi nào với anh Lập Quỳnh ơi. Anh Quang Nguyễn Đình ok. Một đơn nữa nè. 10 thỏ đỏ 185 lên số. Anh Lập ơi, anh đặt khi nào với anh? 10 cây thỏ đỏ 185.000 lên số điện thoại. Có số là em có đơn cho mình nha. Nhanh tay chốt giùm em 10 cây thỏ đỏ 185.000 em bao ship cho cô chú anh chị mình. Thỏ đỏ kèm cho hoa đi. Cho con lại hoa ok. Hoa đây. Dòng này hoa nó giống như con thỏ vậy đó chị. Hai cái lỗ tai nó dựng đứng lên nó xoắn nhẹ cho em. Hoa nó có một cái màu đỏ hồng rất là đẹp. Chị Đỗ Kim Loan này, chị chốt một đơn đi chị. Thỏ đỏ đẹp lắm luôn á. Mua à. Về chơi ha. Hoặc là mình mua 10 khóm nha. Mình về một chậu, mình vô một chậu tác phẩm to cũng được. Tầm phi 30 là nó nhiều lắm rồi đó. Đó, mình treo lên mình chơi nha. Mình kích rễ vật mầm cho nó. Mình làm rễ làm thân. Xong rồi mình làm hoa ha chị ha. Đẹp, bao đẹp cho mình luôn. Rồi thỏ đỏ giùm em. Thỏ đỏ 10 chậu 185.000. 10 thỏ đỏ kèm số điện thoại là có đơn. 10 thỏ đỏ kèm số là có đơn cho em nha mọi người ơi. Tranh thủ lên số giùm em đi cô chú anh chị. Có số là có đó. Đơn giùm em. Đỗ Kim Loan có lấy không nè. Em bán cho một mã lên chờ chị Đỗ Kim Loan nha. 10 cây luôn. Đúng rồi, cây đang cầm mà tháo chậu ra đó chị Loan ơi. Đó, cây đang cầm em tháo chậu ra là em bán cho mình 185 10 cây. Đơn 750 hả? Để em kiểm tra đơn cho anh Lập ơi. Để lại số đi em kiểm tra đơn cho mình. Rồi ai chốt lên số đi mọi người. Mọi người đang xem like của em thì cho em xin những cái lượt bình luận từ cô chú anh chị mình đi. Ai thích dòng nào bình luận lên giùm em. Hoặc là 10 cây thỏ đỏ như em đang cầm em vừa bán em vừa tặng cho mình á. Mà có mấy bạn chốt hàng cho anh chưa anh Lập Quỳnh ơi? Mấy bạn có chốt hàng cho mình chưa? Nếu mà chốt rồi thì để lại số em kiểm tra đơn cho mình. Rồi ai chốt thỏ đỏ đó nè, chị Đỗ Kim Loan chốt không chị? 10 cây thỏ em tháo chậu em bán cho mình là giá 185.000 là quá trời rẻ luôn. Chính xác, 10 thỏ. Gọi rồi là đang gửi á. Gọi rồi là đang gửi á, không hình để lại số em kiểm tra đơn cho mình. Rồi, còn ai chốt thỏ đỏ nữa không? Còn ai chốt thỏ đỏ nữa không mọi người ơi?
Ai còn đang xem like chốt thỏ đỏ lên thỏ đỏ giùm em. Nghĩ em ơi, cây rồng đỏ bán chưa em ạ? Cây rồng lửa còn anh. Cái đồng lửa còn anh số ơi Vinh Nguyễn. Nãy bán nhiều, nãy bán 150 à? 145. Rồi còn luôn anh lên số ơi. Rồi em lên cho mọi người. Cái này là cái gì ta? Cái gì mà đồ em lên cho mọi người một cái dòng pin Galaxy nha. Pin Galaxy hai vòi không đẹp quá. Hàng vòi đẹp cực kỳ luôn nè. À, em lên nha mọi người, pin Galaxy. À, Vinh Nguyễn nè, cây lửa rồng nãy nè. Đó, cây lửa rồng 145.000 luôn á, lỡ rồi bán luôn á. 145.000 luôn. Đấy, báo rồi, báo con cây rồi. Để em cho mọi người xem hoa của pin Galaxy. Ờ à. Chị có lấy không? Chị có bán, chị có mua không? Chị Vinh Nguyễn ơi. Đây em cho mọi người xem hoa của pin Galaxy đây. Có là cháu bắt đầu pin 18 mà. Có chị, là cháu bắt đầu pin 18 giá là 200.000. Đó, pin Galaxy nha cô chú anh chị nha. Hoa nó sẽ có một cái màu đỏ tím rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Đó. Xem hoa giùm em pin Galaxy đi mọi người. Em sẽ lên cái dòng này cho cô chú anh chị mình nha. Pin Galaxy hàng vòi nổ bao đẹp cho cô chú anh chị mình luôn. Đây. Cây vòi đó bao nhiêu hả? Ba chậu pin Galaxy hàng vòi chị là chốt là số 179.000. Đây nè mọi người xem chất cây giùm em đi. Mọi người xem cận cảnh đi cô chú anh chị. Vòi nó đẹp từng cm luôn á. 179.000. 179.000 cho combo pin Galaxy này. Ai chốt lên số cho em. Em có đúng 3 đơn hàng thôi cô chú anh chị. Đó, nó sẽ quay về giá là 185 nha mọi người nha. Hàng nụ em bán giá là 179 là quá rẻ luôn. Cây nào cũng hai vòi hết. Bao đẹp cho cô chú anh chị mình luôn cho cái dòng pin Galaxy này. Đó cây nè, vòi nụ quá trời đẹp luôn. Trời ơi, 150 không được đâu chị ơi. Em bán vậy là rẻ lắm hả, 179 giùm em nha. Còn cái cây rồng đó là 145 á, chị chốt cái nào chị lên số cho em. Rồi pin Galaxy, lên pin Galaxy giùm em. 179.000 lên số, có đơn cho em đi mọi người. Nhanh tay lên số giùm em nha cô chú anh chị. Hàng vòi nụ đẹp cực kỳ luôn, vòi hoa nè. Đó, rất là xinh nha cô chú anh chị nha. Trời ơi, cái đồng lửa xong mà 120 được Vinh Nguyễn. Đồng lửa là 150 á. Cái đồng lửa 150 nha. Rồi nhanh tay lên số giùm em cho pin Galaxy đi cô chú anh chị. Số này để em gọi lại cho anh Vinh Nguyễn thôi. Pin Galaxy. Lộc Quỳnh ơi. Rồi nhanh tay lên số. Đó. Gì trời. Rồi sao Vinh Nguyễn? 179 đúng không? Cho chốt 179 đúng không? 179 đúng không chị? Chốt lên số bao ship luôn, đúng rồi, nướng thỏ ơi. Pin Galaxy hàng vòi 379 bao ship 179. Đó, quá trời rẻ luôn. Em bán giá 179 là em không giảm được nha mọi người nha. Mọi người chốt liền lên số giùm em đã giảm sâu trong đơn hàng của mình rồi. Hàng nụ em bán 185 lận. Mà bây giờ em bán còn có 179.000, em tắt lại em quay về 185 á. Đó, cô chú anh chị nào chốt pin Galaxy lên pin Galaxy giùm em. Với mức giá này thì em đã bao phí ship rồi ha anh chị, em tặng mình có dưỡng hoa nữa. Dạ. Đó, ai chốt thì mình lên số cho em. Nè chị nướng thỏi, anh nướng thỏi nè, chốt mã đi. Hàng này em phải nói là bao đẹp luôn. Dạ không được chị ơi, rồng này em bán 145 nha chị. Còn pin Galaxy bán 179 nha. Rồi chị ép giá cỡ này là mấy đứa like xong mấy đứa nghỉ việc hết luôn á chị Vinh Nguyễn. Rồi ơi, ai chốt lên số cho em đi mọi người. Cái giá đó tôi đưa bán xong cho nghỉ việc. 179 lên số, có số em có đơn cho mình. Quá trời rồi. Đẹp mà không ai chốt. Bây giờ nướng thỏ ok không? Nè rồi, một mã cho Nhật Lệ nè, ok rồi, Nhật Lệ một đơn. Rồi còn hai đơn nữa rồi, ai chốt lên số cho em. Cây rồng em 145 em chốt cho Sương Trần nè, 145 nha Sương Trần ơi. Ok. Rồi nhanh tay nha. 179.000 cho combo pin Galaxy. Còn một mã pin Galaxy nữa, còn một mã cuối cùng. Còn đi. Rồi em lên cho mọi người cái cây cam DT có tỷ lệ sổ. Có nè. Anh bò ngán có luôn. Đây, tại em lên cho mọi người cái dòng cây cam DT anh, nè.
muốn lấy cây không gòi cũng có nữa, gòi ngắn cũng có nữa. Cây cam DT là đẹp quá trời đẹp luôn. Ủa không phải, cây này là cây cam gì? Ba cam Mỹ. Cây em xin lỗi, đây là cây cam Mỹ nha. Đây là cây cam Mỹ, một cái dòng hoa giống như hoa chớp. Hoa rất là đẹp, đây là hoa bình thường của cam Mỹ nè mọi người. Và cái dòng này có tỷ lệ sổ luôn cô chú anh chị. Đó. Có nha đứng thỏ ơi, có luôn anh. Không đây em cho ơi. Mọi người xem cái dòng hoa chớp của cam Mỹ nha mọi người. Hoa chớp là bao đẹp cho mọi người luôn. Đây hoa chớp của cam Mỹ. Đó, mình sổ ra mặt hoa như thế này là hoa chớp. Còn đây là hoa bình thường của cam Mỹ nha cô chú anh chị. Và hàng em bán là hàng than cho cô chú anh chị mình luôn. Đây cây cam Mỹ nè. Bây giờ combo 3 chậu cam Mỹ em để giá ưu đãi cho mọi người luôn. Cam Mỹ 3 cây. Rồi 3 cây, 3 cây cam Mỹ giá sẽ là nào, ok đứng thỏ nha. Nào cam Mỹ sổ chớp, hoa tường của nó là như hoa chớp vậy đó. Không được chị ơi, sao mà được cái mã đó mà 279 mà em còn chưa bán được mà chị bán 270 nữa là sao mà bán nổi. Cái giá đó là cái giá là một cái cây lửa đồng em không. Em bán đó. Xong là em không còn like nữa luôn đó chị là tại vì em đã rồi. Bán giảm rất là nhiều rồi. Rồi. Nè bây giờ nào. Cây cam lửa này, cam Mỹ. Cam Mỹ. Sổ chớp nha, hoa tường nó như hoa chớp rồi. Miếng sổ chớp thành công thì giá cực kỳ cao. Giá nó cao lắm mọi người. Hiện tại là giá cây cam Mỹ này nếu mà sổ được hoa chớp á cực kỳ cao luôn, ai bán lại em mua luôn. Nếu mọi người mua hàng sổ được mặt hoa chớp, ai muốn bán lại bên em thu cho mọi người luôn. Đó rồi, một cây một cặp đang bán 300 ngàn, bây giờ ai chốt một cặp giảm giá còn 100. Giảm giá còn 179 ngàn một cặp. 179 ngàn cặp và tặng cho người đó thêm một cây nữa, đúng một tặng đơn duy nhất rồi. Cây nữa là 3 cây mức giá 179 cho cây cam này. Rồi ai chốt lên số chị Minh Nguyễn lấy mã này được cam rồi chị ơi. Cam Mỹ lên số giùm em nha. Cam Mỹ kèm số. Đó. Mã hàng này 179 luôn. 179 cho em luôn, nhanh tay lên số nè cô chú anh chị. Rồi ai chốt mã này lên giùm em số điện thoại có số em có đơn cho mình. 3 cây cam Mỹ mức giá 179 mua 2 em tặng 1 cho mình. Hoa bình thường nó giống mặt hoa chớp rồi. Rồi mà nếu mà hoa chớp nữa thì giá trị nó rất là cao luôn. Anh Triều Huỳnh chốt cam Mỹ cho em xin số nha. Cho em số đi anh. 270 không được chị ơi. Em bán không có thể nào mà bán 270 được hết á. Giá nó quá rẻ rồi. Rồi anh Lập Quỳnh để lại số em kiểm tra đơn cho mình luôn. Ai chốt cam Mỹ lên cam Mỹ em còn một đơn cam Mỹ cho mọi người nữa. Mọi người chốt liền giùm em đi. Đó anh Triều Huỳnh một đơn nè. Rồi nhanh tay để lại số giúp em nha cô chú anh chị, mức giá này quá rẻ luôn. Anh Lập ơi, 2 ngày hả? 2 ngày bạn đang gọi, bữa nay gọi nè. Gọi rồi mà chưa thấy. Rồi, thấy mới 2 ngày chưa mà. Một cây 185 ngàn còn không đại ca, còn luôn anh ơi, còn luôn. Chị không có tiền. Đó. Chị không có tiền người ta bán không? Không được, giá đó sao mà bán được. Bán không có được, chị ơi thông cảm với em đi. Em hàng, đã giảm sâu lắm hàng rồi. Mới mà, cái giá đó, cái cây đó, cây mới không à. Làm sao mà một cái mã nó bán 120, còn cây kia mà bán 150, là 270 là sao mà được anh chị, không có được. Bán rẻ quá, bên em bị la. Chị ơi em không phải là cái gì, như em chỉ là tụi em chỉ là nhân viên thôi. Gia giá sao còn, em bán vậy thông cảm với em cho nha. Hiệp sĩ Nguyễn nha, Hiệp sĩ Nguyễn chốt lên số nha. Bác rồi. Giới thiệu người giới thiệu vợ cho Duy Phong mấy năm trước, ghê vậy. Chồng không đi lại thì đi lại được hả? Cái gì vậy? Anh Hiệp sĩ Nguyễn ơi, lên số đi anh. Thiệt không á, để em hỏi vợ Phong nha. Không phải là anh nhân gấp đôi tiền anh lên á. Chồng cho anh ngắm mà. Bây giờ nè. Bây giờ nếu chị mua đúng không? À, cái chậu mà lửa đồng hồi nãy á, em bán Yến bán 145 đúng không? Em bán cái chậu đó cho chị một cây thôi. Em bán chị chậu đó 130 luôn rồi, ok. Nếu chị lấy thì em bán chị 130 luôn. Lỡ rồi bán cho chị luôn. Nếu mà chị thích cây lửa đồng quá thì bây giờ em giảm thêm cho chị 130 thôi. Nè, nói chung là chị Vinh Nguyễn có găng này nọ, kiểu em bán chị 130 hết số luôn, còn cái tiền còn lại em sẽ bù vô cho chị. Em bán chị 130 cái đó luôn. Rồi. Rồi cây lửa đồng 130 chị ok thì chị ok giùm em. Đó. Cái mã nó 130 luôn. Trời nó nói chung là em còn sao cái mã Vingalaxy 179 nha chị.
Pi Galaxy không giảm được, giảm nữa thì phải bù tiền nữa. Pi Galaxy không giảm được thiệt luôn á. Đó. Em bán okay không? Vậy là ok lắm rồi đó. Còn à, còn ba cây vòi nữa. Ba cây vòi á bây giờ chị lấy thì em để chị 160 ngàn rồi. Chị chốt 130 với lại 100 là 290 rồi là okay. 290 đó chị, bây giờ chị mà trả giá nữa em xuống lại luôn á. Rồi đó, 190. 290 ok không chị ơi? Rồi ai chốt cam DT, cam DT giùm em. Ủa lộn, cam Mỹ chứ, em xin lỗi, cam Mỹ em cam DT hoài. Hôm qua chốt hoài. Hôm qua chốt mấy bạn đang gọi anh chị. Rồi, em coi đơn 10 cây. Đây, đây cái thùng 10, cái thùng cây 10 cây này hiệp sĩ ơi. Đây, cây thùng 10 chậu, tương ứng với 10 cây. 18 nãy em bán 180 luôn á, em bán cho anh 180 luôn, anh hiệp sĩ anh ok không? Ok lên số cho em đi, 180 luôn. Một thùng 10 cây. Một thùng 10 cây như thế này. Đó, bóc chậu tháo ra. Bán cho mọi người là 180. Dạ dạ ok chị. Em để chị 290 ngàn á. Ba cái chậu vòi đó với lại cái chậu lửa đồng. Kim loan cho chị 10 cây thao đỏ. Ok, chị đổ kim loan cho em xin số. Anh hiệp sĩ anh còn trên live không anh ơi? Chốt hàng cho em xin số đi anh ơi. Có số để em có đơn cho mình luôn. Ok chị Loan nha. Anh Nguyễn Hiệp Sĩ nè, anh có chốt không anh? Rồi còn ai chốt cây cam Mỹ nữa không? Lên số cho em. Em tin mà, em tin mà. Mà bây giờ em giảm giá chị hết ra luôn rồi đó. Em bán chị quá trời rẻ luôn á. Giảm hết ra số chị luôn rồi đó. Hả? Đó số. Biết nữa, nãy giờ em chồng. Mười chín rồi đó, một đơn nữa. Coi. Em bán đi, đơn nữa. Rồi anh Nguyễn Hiệp Sĩ nè, có ok không anh ơi? Ok thì mình lên số giùm em nha. Còn chị Vinh Nguyễn á, chị chốt hai cái mã đó, em để chị giá 290, nếu mà chị ok chị lên số. Không thì em không biết nói sao nữa chứ em hết. Em hết giảm được rồi. Cho cam Mỹ thôi. Cam Mỹ đây chị. Hoa nè, còn cây nó sẽ như thế này, cây là sơ dừa. Đó, mua hai chậu em tặng. Ủa mua hai chậu em tặng chậu, đúng rồi, mua hai chậu em tặng chậu. Đó, cam Mỹ hoa bình thường nó sẽ như thế này. Còn hoa chớp nữa, nếu mình mua ra được một hoa chớp thì mình bán lại cho em. Giá cao lắm nha. Mặt hoa chớp là giá cao cực kỳ luôn cho cái dòng cam Mỹ này. Đây, chị miền quê nè, chị chốt cam Mỹ không chị? Chị chốt cam Mỹ với ba em đi. Cam Mỹ là hoa bình thường, nó cũng giống như hoa chớp vậy. Okay, nhưng mà okay, hoa chớp thì nó còn đẹp hơn vậy nữa. Vậy chị cứ nhận mã ban xong đi. Chị nhận mã ban đi rồi, chị báo em. À, chị Vinh à, em đây gọi. Em bán trước cho một chị. Một bên hoa chớp, một bên hoa thường. Cam Mỹ giùm em, 179.000 ba chậu nha. Một đơn duy nhất cuối cùng cho miền quê nếu chị lấy. Cam Mỹ ba chậu. Rồi, nhanh tay giùm em, chốt một đơn nữa giùm em đi. Cam Mỹ kèm số điện thoại. Ok, là chị cứ nhận ban đi, chị báo em nha chị Vinh ơi. Nhanh tay lên số nha. Ok chị Vinh nha. Ba chậu là 179 nha chị miền quê ơi. Cam Mỹ ba chậu 179 đẹp lắm luôn. 179 là cái giá siêu rẻ luôn cho cái gì này. Đó, hàng sổ chớp mà em bán 179.000 à. Chốt ok lên ok giùm em, mua 2 cây. Ok rồi em ơi, giờ em tặng 1 cây cho mình. Giờ xuống lại. Rồi. Bây giờ còn ai chốt gì nữa không? Không thì em xin phép mọi người em xuống like nha. Cảm ơn anh chị mình đã dành thời gian theo dõi like của em rất là nhiều nha chị nha. Bây giờ em xuống like.